Tập 9. Anh Thuần Tử. Anh Thuần Tử, cuối cùng anh cũng về. Đều do tôi, làm cô lo lắng. Tôi không lo cho cô. Tôi biết, nên bây giờ tôi định về đây. Hai người nói chuyện đi. Em về ngủ đi. Bây giờ em cứ nhìn anh thế này là sao? Thực ra em muốn hỏi anh, nếu em vào vùng cấm, anh có đi cứu em không? Có chứ. Em biết là như thế mà. Thôi được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, nghỉ sớm đi. Ngày mai anh dạy em bắn súng. Thế còn đạn? Anh và Khổng Mai đã giải quyết rồi. Ồ. Thuận Tử, đồ cậu cần tôi đã mang đến. Đừng quên chuyện cậu hứa với tôi. Kiểm hàng đi. Chị Thúy Lan, chị Thúy Lan. Thúy Lan. Hắc Tử. Thúy Lan, hôm nay sao em không đi tập bắn súng? Em không muốn nhìn Khổng Mai ở đó chỉ tay năm ngón. Vậy cũng được, anh biết dùng rồi. Anh dạy em nhé. Không cần đâu, có anh Thuận Tử. Anh ấy bảo vậy em không cần học. Nhưng Thuận Tử cũng không thể ở mãi mãi bên cạnh em. Nhỡ em gặp nguy hiểm, anh ấy không có mặt thì sao? Anh có ý gì? Không có gì. Anh muốn nói em học cách bắn súng. Gặp nguy hiểm không những có thể bảo vệ mình. Nhỡ Thuận Tử có chuyện gì, cũng có thể giúp cho anh ấy. Đúng nhỉ? Sao em lại không nghĩ ra? Đợi em nhé. Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Qua đây dạy em đi. Sức giật của loại súng này mạnh hơn súng quả mai. Vai phải đỡ thật vững. Yêu sẽ khiến cho cô cảm thấy đầu óc nóng rang, tai đổ mồ hôi. Sao thế? Không có gì. Ba điểm nằm trên một đường, thẳng lưng lên. Muốn bảo vệ Thuận Tử phải tập súng cho tốt. Nhìn thấy chưa, đang đợi chúng ta đó. Qua đây xem chúng tôi mang gì về cho mọi người nè. Mọi người nhìn đi, đây là bản đồ đơn giản tôi làm.
Anh Đại Ngôn, chỗ này và chỗ này là hai nơi đội vận chuyển cô giặc phải đi qua. Chúng ta có thể mai phục ở giữa chỗ này, tập kết chúng. Thế còn chúng tôi, chỗ này là đường nhỏ giữa rừng, chúng ta có thể mai phục ở đây. Sau khi giặc tiến vào, người đằng trước đổ xuống trước. Chỗ này là điểm đẹp nhất. Hẻm núi là một con đường đơn độc, chúng ta có thể giăng bẫy đá trên sườn núi. Sau khi giặc tiến vào, chặn đường ra vào, cắt đứt dây thừng, tấn công bằng đá, cố gắng hết sức để sát thương kẻ địch. Hơn nữa cũng có thể giảm thương vong ở giai đoạn đầu. Được, cứ làm theo phương án này. Mọi người có ý kiến gì không? Không có. Đại Ngô, về khi nào vậy? Em về lâu lắm rồi, nghe suốt cả buổi, gọi mãi không ai để ý đến em. Thời gian tới chúng ta nhiều đồ tẩm bổ lắm, thịt lợn rừng. Ăn gì không quan trọng, quan trọng là mai chúng ta còn có mồi mới. Ô, em vẫn phải đi á? Con mồi ngày mai là giặc nhất. Thế thì em về đúng lúc quá. Chuyện này em phải đi. Được, mọi người quay về chuẩn bị đi. Được, được. Thúy Lan, mai hãy cẩn thận. Anh được đó, tất nhiên rồi. Thúy Lan, muộn rồi sao còn chưa ngủ? Mai lại phải đánh trận. Trong lòng em có một chuyện muốn hỏi anh cho rõ. Không giống tính của em, có gì cứ nói đi. Anh thích Cổng Mai phải không? Đừng nói bậy, người ta là đại tiểu thư từ nơi khác đến, chúng ta là thợ săn ở núi cao rừng sâu, không liên quan đến nhau. Em đừng nói bậy. Em không hỏi anh hai người có hợp nhau không. Em đang hỏi anh có thích cô ấy không. Không. Anh biết không, em không tin tưởng anh nữa rồi. Quành Thánh đây, Quành Thánh đây. Thái quân, ngày đến rồi. Cho bác Quành Thánh. Được. Ông chủ, đứng lại, đứng lại. Quay lại đây. Thái quân, ngài gọi tôi à? Mày là tội phạm truy nã mà bọn tao tìm kiếm. Tiểu đội trưởng Tanaka, ta nhớ ra rồi. Lần trước chúng ta uống với nhau ở Tùng Hạt Lâu. Đi, chúng ta đến Tùng Hạt Lâu uống rượu.
Rốt cuộc tin này có chuẩn không? Nghe anh Thuận Tử sẽ không sai đâu. Sao giặc vẫn chưa đến? Đợi thêm đi, tôi tin tình báo của quốc bang không sai. Ẩn nấp, ẩn nấp. Giặc đến rồi, chuẩn bị. Đến rồi, nhanh lên. Đi. Đợi đã, anh ở đây theo dõi toàn cuộc, có lợi với chúng ta. Đi. Nhiều quá. Ôi mẹ ơi, Thuận Tử, cuộc làm ăn này không tệ. Anh Thuận Tử, chúng ta thắng trận một lớn rồi. Cũng may núi Thanh Long có cô, tôi cũng chỉ biết lý luận thôi. Nếu đánh thật, vẫn phải nhờ các anh. Ở thời cổ đại Trung Quốc có một hình phạt gọi là tội liên đới, nghĩa là vì kẻ khác phạm tội khiến người có liên quan nhất định đến kẻ phạm tội cũng sẽ phải chịu phạt. Các người có biết mình liên quan gì đến kẻ giết người hay không?
thi thể sĩ quan Hoàng quân của đế quốc Nhật Bản được phát hiện ở đây. Còn các người sống ở đây, nếu ai có thể nói cho tôi biết mình từng gặp hung thủ, tôi có thể miễn tội chết. Thời gian của Hoàng quân rất quý giá. Nếu kẻ nào biết, tốt nhất hãy nói ra ngay. Tôi biết. Không may. Cảm ơn cô giúp chúng tôi một việc lớn. Đồ súng đó đều là mạng của chúng tôi. Không phải tôi giúp các anh mà tôi đang giúp núi Thanh Long. Nói chính xác là giúp đất nước. Phải, cô nói đúng. Bây giờ cô ở trên núi Thanh Long, chúng tôi không sợ lũ giặc đó nữa. Tôi không thể ở mãi trên núi Thanh Long. Tôi biết là không thể. Dẫu sao đây không phải là nhà cô. Hãy tận dụng tốt lưu vũ khí này, đừng để xảy ra sơ suất gì. Tôi biết. Tôi định giao lưu vũ khí này cho Hắc Tử cất giữ. Hắc Tử? Anh không sợ sau khi Hổ Khiêu trại lớn mạnh sẽ tranh đấu với anh à? Không đâu. Thật ra những người trên núi tôi đều có suy nghĩ rất đơn giản. Trước đây chúng tôi có chút hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Để tôi nghĩ xem. Vì một người phụ nữ. Một người phụ nữ. Ý cô là sao? Anh biết không, trên đời có hai thứ không thể giấu. Đó là gì? Yêu và đố kỵ. Tôi nhận ra được từ ánh mắt Hắc Tử nhìn anh. Vậy còn yêu? Cô cũng nhận ra được à? Có thể. Từ ánh mắt Thúy La nhìn anh làm tôi biết. Bên này. Qua bên đó xem. Nhanh lên. Nhanh. Báo cáo đã lục soát hết lượt, không tìm thấy. Trung tá có lệnh, cho dù phải lục tung huyện Thanh Điền cũng phải tìm được Bát Lộ. Tiếp tục ra soát. Quốc Bang, cậu nhanh lên đi chứ. Lão Toàn, chúng ta đi đâu vậy? Để bắt cậu giặt ở huyện Thanh Điền, không ngại lục tung cả huyện lên. Ở đây quá nguy hiểm, tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng đưa cậu ra ngoài. Làm gì thế? Mau đi thôi, đuổi theo. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Lão Toàn, mau đi thôi. Mau lên. Đứng lại. Lão Toàn, nhanh lên. Bên này. Đuổi theo. Trung tá, vào lúc nãy người của ta đã phát hiện Bát Lộ trong thành, còn có một kẻ đồng lõa. Người đâu? Chúng chạy thoát rồi. Tôi biết rồi. Trung tá, tiếp theo không cần cậu lo. Bảo người của cậu quay về là được. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ gọi họ về. Báo cáo, vật tư hôm nay vận chuyển đến huyện đã bị cướp.
Bị cướp ở đâu? Ở gần núi Thanh Long. Đây là núi Thanh Long. Hasegawa, giao cho cậu đi điều tra. Nhất định phải tra ra chân tướng. Lão Toàn, ngồi đây đi. Được. Nào nào, để tôi xem vết thương của ông. Quốc Bang à, cậu xem. Tôi không thể đưa cậu ra khỏi thành. Bây giờ lại ra nông nỗi này. Ông định nói gì? Là tôi liên lụy đến ông. Quốc Bang à, Diêm, ông cố chịu nhé. Quốc Bang, bây giờ chúng ta thế này, cậu xem nên làm thế nào? Bây giờ ông thế này, chắc chắn không thể quay về. Hay là ông lên núi với tôi đi. Lên núi Thanh Long à? Phải phải. Trên núi còn có đồng chí của chúng ta. Đợi ông lên núi dưỡng thương xong hẳn về tiệm. Như vậy không ổn đâu. Vị trí của tôi là ở cửa tiệm Hoàng Gia. Tôi nghĩ tôi vẫn phải quay về. Nhưng ông thế này thì càng dễ bại lộ. Lão Toàn, ông nghe lời tôi đi. Chờ vết thương lành hẳn rồi tính tiếp. Việc đã đến nước này. Được, tôi nghe lời cậu. Bây giờ chúng ta đi. Cẩn thận, cẩn thận đó. Đi. Hắc Tử, hôm nay gọi anh đến là vì tôi muốn giao kho vũ khí này cho anh trông coi. Tôi á? Anh và các anh em Hổ Khiêu Trại cùng trông coi. Tôi thấy không thích hợp. Kho vũ khí này đều là các đời vua thợ săn trông coi. Nhỡ có sơ suất gì, tôi sợ trách nhiệm quá lớn. Hắc Tử, thật ra thời gian này mọi người đều nhận ra sự thay đổi của anh. Anh không còn là Hắc Tử bốc đồng trước kia. Anh bây giờ là thợ săn rất gan dạ và có trách nhiệm. Tôi tin anh có thể gánh vác trọng trách này. Ý của anh là ban đầu tôi không biết điều chứ gì. Tôi nói thật với anh, thực ra sau khi gặp Khổng Mai tôi mới biết mình dốt nát cỡ nào. Sau thời gian vừa rồi tôi nghĩ chúng ta đều đã trưởng thành, không phải sao? Anh yên tâm đi, người còn súng còn, súng mất người mất. Nào, sao rồi, kiên trì được nữa hay không? Sắp đến chưa? Dạ chưa, còn một đoạn nữa. Đến điếu thần núi rồi, hay là vào trong nghỉ một lát đi. Được. Miếu thần núi, cái gì tạo ra núi xanh? Cái gì sống trong rừng xanh? Đây là miếu thần núi thợ săn trên núi xây dựng. Vừa nãy tôi nghe ông nói cái gì? Nghe khẩu âm, ông là người Đông Bắc à? Người Đông Bắc chính gốc. Thế ư? Ở chỗ nào Đông Bắc vậy?
Ở trong núi, một nơi nhỏ bé, cậu không biết đâu. Lão Toàn, hút xong gói thuốc này, chúng ta nhanh chóng lên núi. Phải băng bó vết thương của ông ngay. Với lại, tuy giờ chúng ta ở trên núi, tôi vẫn lo lũ giặc sẽ dò lên đây. Được được, tôi nghe cậu. Không hút nữa. Đi thôi, nào. Sao rồi? Vết thương hơi đau. Lão Toàn, ông kiên trì thêm một chút nữa được không? Đường lên núi phía trước, thợ săn đã giăng rất nhiều bẫy. Lát tôi đi trước mở đường, ông từ từ đi theo sau, như vậy sẽ an toàn hơn. Quốc Bang, vẫn là cậu có kinh nghiệm. Đi. Đi, chúng ta về báo cáo trung tá. Đại Ngu, anh Quốc Bang về, làm xong việc trong thành rồi á. Đây là ai? Đây là Lão Toàn, bạn trong thành của tôi. Lão Toàn, đây là Đại Ngu. Thường nghe Quốc Bang nhắc đến cậu, tên tuổi gian dội, ngưỡng mộ đã lâu. Dễ miệng quá anh Quốc Bang. Tên tuổi tôi truyền vào thành rồi cơ à. Xem cậu vui chưa kìa. Tôi họ Toàn, trưởng quỹ của tiệm quan gia dưới núi. Mấy ngày nay anh không có về, đợi tiểu thư nhà anh lại dẫn chúng tôi đánh một trận lớn. Thế á, mau dẫn tôi đến xem. Bảo bạn anh bám sát, đằng trước có bảy thú đấy. Được. Yên lặng, yên lặng. Hôm nay tôi được vua thợ săn giao phó đến chia chiến lợi phẩm cho mọi người. Chúng ta nói trước, chúng ta không phải tên thổ phỉ Diêu Tam Què, cho nên không chia theo công lao lớn nhỏ, cứ chia như hội đi săn mùa thu. Ưu tiên người già yếu bệnh tật, những người khác chúng ta chia đều như nhau. Mọi người thấy có công bằng không? Công bằng, công bằng. Vậy tiếp theo, mời ông dẫn mọi người xếp hàng nhận đồ. Đừng ai tranh, đều có phần. Được được. Làm gì thế? Chị vẫn chưa nói xong mà. Có chuyện gì? Chị Thiếu Lan đã chịu lại phần cho Dư Tam chưa? Chị đã để lại phần cho Thượng Tử và Khắc Tử. Phần của Dư Tam Què, chị là phụ nữ cũng không quyết được. Chị khác mà. Chị là vợ của vua thợ săn. À không, vẫn chưa hẳn là vậy. Đáng ghét. Anh Đại Ngu, anh Quốc Bang về rồi. Anh Đại Ngu. Anh Quốc Bang, anh về rồi. Anh Quốc Bang, quay về là tốt rồi. Anh Quốc Bang, anh và đại tiểu thư nhà anh đều tài giỏi. Ông là trưởng quỹ của tiệm quan gia mà. Phải phải, sao ông cũng lên núi vậy? Một lời khó nói hết. Người cũ vẫn chưa đi, người mới lại đến. Đếm cho kỹ, đừng thiếu của người ta. Thế nào, đúng hết chứ? Được rồi, không vấn đề gì. Khiêng đi, được. Hắc Tử, thực ra tôi không lo về Diêu Tam. Tôi hơi lo Bách Thủ Trùng, thuộc hạ của anh ta. Cái thứ bán chủ cầu dinh ấy, tốt nhất xử hắn sớm đi. Nhờ hắn giết Diêu Tam, sau này chúng ta càng khó qua lại với họ.
Phải phải, anh nói đúng. Tuy Dương Tam chẳng ra làm sao, nhưng mấy chục năm qua không thù không oán với chúng ta. Nếu để Bắc Thủ Trùng vượt mặt anh ta lên nắm quyền thì thôi bỏ đi. Tôi chuẩn bị xong đồ, hứa sẽ cho họ rồi. Anh mang qua đó đi. Ân tình này anh thay mọi người. Sau này có thổ phỉ vẫn cần anh đến tìm họ. Nhớ đi sớm về sớm. Được, vậy để tôi làm người tốt. Như vậy được chưa? Thượng tử, sao thế? Quốc bang về rồi, còn dẫn cả trưởng quỹ của tiệm hoàng gia về cùng nữa. Nghe nói ông ta bị giặc bắn trúng. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ. Bây giờ Đại Ngô và quốc bang đang ở cùng nhau. Thúy Lan đang tiếp đãi họ. Được, tôi biết rồi. Vậy rồi, việc anh đi tìm Khổng Mai. Cô ấy vẫn đang lo cho quốc bang. Được. Anh quốc bang, Thúy Lan, rót nước cho mọi người. Đang nói với cô đấy. Tôi biết rồi. Cảm ơn mọi người cô mang tôi. Giờ nãy lúc tôi lên núi thấy vài người khá quen. Có lẽ chắc là trước kia từng gặp ở cửa tiệm chúng tôi. Tôi họ Toàn, sau này cứ gọi tôi là Lão Toàn. Thúy Lan, trước đây Lão Toàn từng làm ăn với chủ nhà tôi. Lần này tôi đến huyện Thanh Điền, may mà con ấy giúp đỡ lúc tôi trốn thoát. Ông ấy bị thương. Cửa tiệm hoàng gia cũng có quan hệ với các anh à? Tôi chưa từng nghe nói. Ông, ông là cá nhân tôi, là cá nhân tôi và chủ nhà của quốc bang có giao thiệp, không phải cửa tiệm hoàng gia. Tôi chỉ mặc áo dài dân quốc đứng ở chữ quầy. Trước khi đến cửa tiệm hoàng gia cũng từng đi theo vài người chủ. Quốc bang, thượng tử, anh thượng tử. Lão Toàn, đây là Ngô Vĩnh Thuật, vô thợ săn mà tôi nói. Cảm ơn vô thợ săn chiếu cố. Ông khách sáo quá, ngồi đi. Đại Ngô đã nói rồi, những chuyện mọi người gặp phải. Vết thương của ông sao rồi, có nghiêm trọng không? Không sao. Sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, chúng tôi sẽ rời đi. Chúng tôi cũng đâu cho các ông ở lại. Quốc bang, lần này anh đã lập công lớn cho núi Thanh Long. Khổng Mai căn cứ theo tình báo của anh thảo luận với tôi làm thế nào để cướp vũ khí của giặc Nhật. Tôi nhìn thấy rồi. Thượng tử, làm tốt lắm. Đại tiểu thư nhà tôi đâu? Anh thượng tử, anh quốc bang. Đại tiểu thư, đây là Lão Toàn, từng làm ăn với lão gia. Chào đại tiểu thư. Chào ông. Từ khi đóng quân ở huyện Thanh Điền, chúng ta chưa từng thất bại như hôm nay. Trong một ngày, không chỉ để mấy tên bát lộ chuồn đi ngay trước mắt, hơn nữa đến cả xe vận chuyển vật tư của chúng ta cũng bị cướp. Là quân nhân phải chiến đấu trực diện với kẻ địch, nhưng bây giờ chúng ta xấu hổ đến mức không biết kẻ địch ở đâu. Sỉ nhục. Đây là sỉ nhục của tôi, cũng là sự sỉ nhục của mỗi quân nhân đế quốc. Thiếu tá Hashigawa, điều tra kỹ hiện trường vụ cướp, tìm hiểu rõ hướng đi của vật tư, nhất định phải đoạt lại thứ thuộc về hoàng quân. Tất cả xuất phát. Bên trái quay, chạy bộ. Đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Đồng chí Khổng Mai, tôi là đại đại. Nói đi. Tôi là liên lạc viên ở huyện Thanh Điền. Hồi xưa ở khu vực Tô Bắc, được đảng lựa chọn tham gia công tác tình báo. Theo kỷ luật công tác tình báo, chúng tôi đều dùng cách liên lạc đơn tuyến.
Bình thường liên lạc đều có con đường và người liên lạc cố định. Lần này quốc bang tìm tôi. Thi Lan, trông các anh thế này thú vị thật. Đại tiểu thư đứng đây, hai người làm công lại ngồi ghế, còn ăn nữa chứ. Trưởng quỹ Toàn, ông cũng vô phép tắc như thế ở cửa tiệm hoàng gia. Tôi mang rượu đến, rượu của anh Thuận Tử đưa. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thúy Lan. Nói tiếp đi. Đúng là tổ chức đã giao cho tôi một nhiệm vụ bí mật, đó là sẵn sàng tiếp ứng các đồng chí gặp nạn như hai người. Lần này quốc bang tìm tôi cũng là lần đầu tiên tôi hoạt động bất ngờ vì nhiệm vụ cấp bách ở huyện Thanh Điền. Tiếp theo các ông có dự tính gì? Lần trước quốc bang tìm tôi, tôi đã nói với cậu ấy, đã dán cáo thị bên ngoài cửa tiệm hoàng gia, đồng chí của ta đã nhìn thấy, đồng thời liên lạc được với cấp trên. Cấp trên có chỉ thị gì? Bảo chúng ta nghĩ cách đến hẻm núi Chu Tước của phía nam núi Thanh Long. 10 ngày sau sẽ có đồng chí tiếp ứng chúng ta ở đó. Sao không tiến hành ngay? Chúng tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị tốt. Có khi không thể dễ dàng đi qua hẻm núi Chu Tước. Sao anh có thể đưa lão Toàn lên núi chứ? Lão Toàn có nhiệm vụ của mình. Ông ấy không nên tự ý rời khỏi vị trí của chúng ta. Anh phải biết một tình báo viên cài cắm ở phía sau đình có giá trị không thua kém một bộ đội chiến đấu. Tôi biết chứ. Nhưng tình hình lúc đó vô cùng khẩn cấp. Ông ấy bị thương vì yểm hộ tôi. Nếu quay về mà bị điều tra thì hậu quả. Được rồi, anh đừng nói nữa. Anh làm việc theo cảm tính, đưa một người ngoài lên núi Thanh Long đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tổ chức. Hành vi này của anh là vô trách nhiệm với lão Toàn và thợ săn. Quốc bang, tôi chỉ nói đến trọng tâm sự việc, không nhắm vào anh. Anh đừng có để bụng. Cô nói đúng là tôi sơ ý. Còn nữa, lão Toàn lên núi, lão ấy chủ động đề xuất hay là anh? Sao thế? Cô nghĩ lão Toàn có vấn đề à? Tôi không muốn nghi ngờ, tôi chỉ muốn thận trọng mà thôi. Anh hãy nghĩ cho kỹ, đừng xảy ra sai sót nữa. Lúc đó là tôi đề xuất, ông ấy bị thương. Sau đó tôi bảo muốn đưa ông ấy lên núi. Không sai đâu. Thế trên đường lên núi có gặp tình hình bất thường không? Không có. Vậy lão Toàn phải làm thế nào đây? Chúng ta có cần tin vào thông tin ở hẻm núi Chu Tước không? Đừng vội rêu rao, để tôi nghĩ kỹ đã. Được, tôi đi trước đây. Đứng lại. Làm gì thế? Tôi là Hắc Tử, đến đây trả súng. Tôi còn tưởng là ai. Đợi một lát, để tôi đi thông báo. Có câu tục ngữ rất hay: chim khôn chọn cành mà đậu. Bây giờ không phải là đại soái nào làm chủ, cũng không phải tư lệnh nào làm chủ. Nhỏ là huyện Thanh Điền, to là tỉnh lỵ, đều là người Nhật làm chủ. Tam gia, anh xem đó, hay là anh dẫn hết các anh em viết một bức thư quy hàng, chúng ta đi theo người Nhật. Ăn súng mặc sướng, anh thấy sao? Tôi viết thư quy hàng dẫn các anh em đi theo người Nhật à? Phải. Hay. Được. Tôi nhiều chú ý hay lắm. Tam gia, tôi sai rồi. Tam gia, tôi sai rồi. Xin tha mạng. Tam gia đừng đổ súng. Tam gia, Diêu Tam tôi từng làm nhiều chuyện cướp bóc, nhưng tôi cũng là người Trung Quốc gan gốc. Phải. Anh báo tôi đầu quân cho giặc Nhật làm hán gian cho chúng. Không không, anh muốn chết hay là gì?